Chào mọi người, mình là Ngô Hoàng Đạo. Mã số sinh viên của mình là COV020HP29. Và video tiếp theo này, mình sẽ nói về cách chọn chỗ thật là đẹp khi chúng ta đi dự thảo hoặc chúng ta ngồi trong một phòng họp. Thì đầu tiên, mình sẽ giới thiệu. Thứ nhất là những mặt ích lợi trong việc chúng ta chọn được chỗ ngồi đẹp. Mình đã chọn được hai ích lợi, đó là đầu tiên nó thể hiện được sự tính cách của bạn. Đúng vậy, thì việc chúng ta có thể chọn các chỗ ngồi đẹp rộng rãi đều nó cũng thể hiện lên một phần tính cách thân thiết, mức độ thân thiết của bạn trong những thành viên khác trong phòng họp. Thứ hai, đó là chọn chỗ ngồi đẹp giúp cho chúng ta xây dựng được cả lòng tin với cả những người khác nữa. Vì vậy chúng ta lên học thêm những cách để chúng ta có thể chọn ra một cái cách ngồi, cách chọn chỗ ngồi thật là đẹp. Đầu tiên, đó là chọn vị trí góc bàn. Thì bạn hãy chọn một vị trí thích hợp. Nếu mà cần để lấy được lòng tin của người khác, việc chọn ngồi ở góc bàn thì nó sẽ đem lại cho bạn và người ngồi bên cạnh hai vị trí chéo nhau. Vì vậy có thể tăng thêm dễ dàng xem tài liệu hoặc những ghi chú cùng nhau. Điều đó cũng tăng lên, giúp thêm tăng độ thân thiết giữa hai người. Chỗ ngồi ở đầu bàn cũng có thể tốt với bạn. Mọi người cũng thường có xu hướng rằng người ngồi ở đầu vị trí này là người quyền lực nhất. Vì vậy, việc chọn chỗ ngồi này cũng là một cách để từng bước trở thành lãnh đạo tâm trí của mọi người. Thứ hai, đó chính là chọn một chỗ ngồi cách xa cửa ra vào. Chỗ ngồi thể hiện quyền lực, đó chính là đối diện cửa ra vào. Còn bạn, nếu bạn ngồi quay lưng lại với cửa ra vào, mọi quyền lực mà bạn thu nhập vào từ việc ngồi ở đầu bàn sẽ tan thành mây khói. Cách thứ ba, đó là chỗ ngồi ở ghế chính giữa. Trong một vài trường hợp, khi sếp của bạn thì ngồi ở vị trí đầu bàn, thì vị trí bạn lên được chọn chính là vị trí chính giữa của bàn học. Đây còn là một vị trí mà mang tính chiến lược, bởi vì bạn có thể trở thành một người có thể dàn xếp cuộc họp. Và những ngồi ở có ghế giữa thì thường có xu hướng đưa ra những câu hỏi giúp cho việc thảo luận diễn ra suôn sẻ. Và việc có được cái vị trí này cũng đem lại được cảm giác an toàn cho bạn, vì được bao quanh với những người khác. Qua những điều trên mình đã nói qua, thì việc chọn một chỗ quan trọng, vô cùng quan trọng. Vì vậy, chúng ta cần phải học thêm thật là nhiều kiến thức và để có thể áp dụng vào cuộc sống. Xin cảm ơn ạ.